Luận Đại Trí Độ, quyển 41. Phẩm thứ 7, tam giả, ba thứ giả lập, kinh. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề rằng: ông nên dạy các Bồ Tát về Bát Nhã Ba La Mật, nhằm giúp các Bồ Tát thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Ngay lúc đó, các Bồ Tát, các thành phần đại đệ tử, các hàng chư thiên đều khởi niệm rằng ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề sẽ tự dùng trí huệ để vì các Bồ Tát nói về Bát Nhã Ba La Mật, hay phải nhờ đến Phật lực gia bị. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của đại chúng như vậy, bèn thưa với ngài Xá Lợi Phất rằng: chỗ đệ tử của Phật thuyết pháp hay giáo thọ đều nhờ nơi Phật lực gia bị. Lại nữa, các lời Phật dạy chẳng trái với pháp tướng, nên các thiện nam thiện nữ nào tu theo pháp ấy sẽ chứng được pháp ấy. Phật thuyết pháp ví như ngọn đèn chiếu sáng, hết thảy hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng có lực để vì hàng Bồ Tát thuyết về Bát Nhã Ba La Mật được. Rồi ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, pháp gì gọi là Bồ Tát? Chúng con chẳng thấy pháp gì gọi là Bồ Tát cả, thì làm sao có thể dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát được? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chỉ là danh tự, Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Này Tu Bồ Đề, ví như thế gian nói đến ngã, nhưng đó chỉ là một pháp do duyên hòa hợp mà có. Người thế gian dựng lập ra danh tự ngã, nhưng vốn ngã là bất sanh bất diệt. Chúng sanh, thọ giả, mạng giả, vân vân cũng đều là những pháp do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn cũng là bất sanh bất diệt. Cũng như vậy, y theo danh tự thế gian mà gọi là có Bồ Tát, có Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát cùng Bát Nhã Ba La Mật cũng đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt. Này Tu Bồ Đề, ví như thân do duyên hòa hợp sanh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt. Giác thọ tưởng hành thức cũng đều do duyên hòa hợp sanh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt. Tất cả chỉ là danh tự, mà đã là danh tự thì chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Cũng như vậy, y theo danh tự thế gian mà gọi là có Bồ Tát, có Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát cùng Bát Nhã Ba La Mật cũng đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Này Tu Bồ Đề, ví như sáu căn từ nhãn dẫn đến ý, sáu trần từ sắc dẫn đến pháp, sáu thức từ nhãn thức dẫn đến ý thức, 12 nhập, 18 giới cũng đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Cũng như vậy, y theo danh tự thế gian mà gọi là có Bồ Tát, có Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát cùng Bát Nhã Ba La Mật cũng đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Này Tu Bồ Đề, lại ví như nội thân gồm có đầu mình, chân tay, xương thịt, gân, vân vân, tất cả các thứ ấy hòa hợp lại mà có danh tự thân, nhưng xét riêng rẽ thì mỗi pháp đều là rốt ráo không, đều là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở trọng giữa. Lại ví như ngoại vật như cây, cành, lá, vân vân, cũng đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở trọng giữa. Cũng như vậy, y theo danh tự thế gian mà gọi là có Bồ Tát, có Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát cùng Bát Nhã Ba La Mật cũng đều do duyên hòa hợp mà có danh, nhưng vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Này Tu Bồ Đề, lại ví như chư Phật quá khứ cũng do duyên hòa hợp lại mà có danh hiệu, nhưng cũng là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát cùng danh tự Bồ Tát cũng là như vậy, cũng là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Này Tu Bồ Đề, tất cả các pháp đều ví như mộng, huyễn, bảo ảnh đều do duyên hòa hợp mà có, rồi đều đặt tên riêng được gọi là pháp này, pháp nọ. Thế nhưng danh tự đó cũng là bất sanh bất diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì Bát Nhã Ba La Mật chỉ là giả thi thiết, dẫn đến pháp Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là giả thi thiết. Bồ Tát phải nên như vậy mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: Phật đã dạy rằng Bồ Tát có phước đức trí huệ và lợi căn hơn hết thảy hàng thanh văn và bích chi Phật. Như vậy vì sao Phật lại bảo ngài Tu Bồ Đề nói pháp Bát Nhã Ba La Mật cho hàng Bồ Tát nghe? Đáp:
Trước đây Phật đã hiện tướng lưỡi rộng dài để minh chứng cho lời nói chân thật của Phật. Nay vì hai nhân duyên khiến Phật bảo Ngài Túc Bồ Đề nói Pháp, đó là Phật biết người nghe Pháp vì sợ oai đức của Phật nên chẳng dám tận tình thưa hỏi. Phật biết chúng sanh còn nhiều chỗ nghi chưa thấu hiểu, nhưng vì kính Phật mà chẳng dám thưa hỏi nhiều. Thật vậy, do thấy Phật uy nghiêm như núi Tu Di, thấy lưỡi Phật trải rộng khắp đại thiên thế giới, lại thấy từ thân Phật tỏa ra vô lượng quang minh, nên trong chúng hội thể đều sợ hãi, chẳng ai dám thưa hỏi. Bởi nhân duyên vậy, nên Phật mới bảo Ngài Túc Bồ Đề vì chúng hội nói Pháp Bát Nhã Ba La Mật, vâng lời Phật dạy, và nhờ được Phật lực gia bị, Ngài Túc Bồ Đề từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước chúng hội nói Pháp. Trong kinh có nói đến hai lối thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, đó là do Thanh Văn và Bồ Tát hợp thuyết, do Pháp Thân Bồ Tát thuyết. Này, vì là hợp thuyết nên Phật bảo Ngài Túc Bồ Đề nói trước, rồi cái sau là các ngài Di Lặc, Xá Lợi Phất, vân vân. Sau khi Phật bảo Ngài Túc Bồ Đề nói Pháp, đại chúng liền sanh tâm nghi. Ngài Túc Bồ Đề thấu rõ tâm niệm của đại chúng, bèn thưa với Ngài Xá Lợi Phất rằng, hết thảy hàng thanh văn, khi nói Pháp, đều phải nhờ Phật lực gia bị, chúng tôi phải nhờ oai thần của Phật mới truyền đạt được Phật Pháp, mới rõ được các Pháp tướng chẳng có trái nhau, chứng được Pháp ấy rồi, cũng còn phải nhờ Phật lực mới có thể dễ nói cho người khác nghe được. Những gì chúng tôi nói ra đều nhờ oai lực của Phật. Dù rằng chúng tôi có trí huệ, nhưng nếu chẳng nhờ oai lực của Phật gia bị, thì chúng tôi cũng chẳng thấy được gì cả. Chúng tôi nương theo Phật lực như người đi trong đêm tối nương theo ánh đuốc của người dẫn đường vậy. Người thiền cận nói Pháp chẳng có thể diễn đạt những lý giải vi diệu sâu xa, nên hàng thanh văn không đủ sức để vì hàng Bồ Tát nói kinh Bát Nhã Ba La Mật được. Nếu chẳng nhờ Phật lực gia bị thì Ngài Túc Bồ Đề chẳng có thể nói Pháp Bát Nhã Ba La Mật được. Mở đầu thời Pháp, Ngài Túc Bồ Đề nêu lên câu hỏi: chúng con chẳng thấy Pháp gì gọi là Bồ Tát cả, thì làm sao có thể dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát được? Câu hỏi này làm duyên khởi cho việc thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Vì ở nơi thật tướng Pháp thì Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, việc thuyết Bát Nhã Ba La Mật đều là không, là bất khả đắc cả. Hỏi: Phật bảo Ngài Túc Bồ Đề vì các Bồ Tát nói về Bát Nhã Ba La Mật, mà Ngài Túc Bồ Đề lại nói chẳng có Bồ Tát, chẳng có Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì Ngài Túc Bồ Đề và Phật có trái với nhau không? Đáp: nên phân biệt hai lối thuyết Pháp, đó là vì người còn tâm chấp mà thuyết, vì người không còn tâm chấp mà thuyết. Nay Ngài Túc Bồ Đề dùng tâm không chấp mà thuyết về Pháp không, nên khi Ngài nêu câu hỏi như trên, Phật chẳng của. Lại nữa, Ngài Túc Bồ Đề thực hành không tam muội, biết rõ về Pháp không, nên Phật mới bảo Ngài vì các Bồ Tát nói Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Túc Bồ Đề thấy Bồ Tát là rốt ráo không, nên Ngài sợ chẳng dám nói có Bồ Tát. Lại nữa, từ sơ phát tâm đến khi thành Phật, Bồ Tát là rốt ráo không, là bất khả đắc. Như vậy thì người thọ giáo cũng tức là người giáo thọ cho Bồ Tát về Bát Nhã Ba La Mật rồi vậy. Lại nữa, có hai pháp là danh tự, danh tự nghĩa. Ví như lửa hay chiếu sáng cũng hay thiêu đốt, lửa có công năng chiếu sáng, nhưng khi gặp các vật thì lửa cũng thiêu đốt các vật, đây là do hỏa đại. Có đủ hai pháp hòa hợp mới gọi là lửa, nếu ly hai pháp mà tìm lửa thì rốt ráo chẳng thể được vậy. Lại nữa, ngoài công năng thiêu đốt và vật bị thiêu đốt ra thì chẳng có lửa. Bởi vậy nên biết lửa do hai pháp đó hòa hợp mà giả danh là có, nhưng danh tự lửa lại chẳng có ở trong hai pháp đó. Vì sao? Vì lửa chỉ là một pháp, mà đã là một thì chẳng có thể là hai được. Ví như khi nói đến lửa thì miệng chẳng có cảm giác nóng. Như vậy, do hai pháp duyên hợp mà có lửa, nhưng danh tự lửa lại chẳng ở trong hai pháp đó. Lại nữa, danh tự lửa cũng chẳng phải ở ngoài hai pháp đó. Vì sao? Vì vừa nghe nói đến lửa là ta liền sanh tưởng về lửa, hỏa tưởng, ta liền liên tưởng ngay đến hai pháp đó rồi vậy. Lại nữa, nếu nói lửa ở cả hai bên, ở cả bên trong lẫn bên ngoài thì chẳng giữa, chẳng có ý chỉ. Bởi vậy nên nói lửa chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chẳng giữa, hết thảy các pháp hữu vì đều chẳng có chỗ ý chỉ, nên đều là giả danh, chẳng thật có. Bồ Tát cũng như vậy, phải hội đủ các duyên hòa hợp mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát cũng chỉ là giả danh, chẳng thật có vậy. Dạy rằng do năm ấm hòa hợp mà giả danh có ngã, ngã do duyên hòa hợp mà giả danh có,
như vốn là bất sanh bất diệt, là không, là bất khả đắc. Hết thảy các pháp thế gian cũng đều là giả danh. Bồ Tát dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật cũng đều là giả danh. Tất cả đều do duyên hòa hợp mà có, như vốn đều là bất sanh bất diệt, là không, là bất khả đắc. Phật lại dạy rằng chúng sanh cũng là không, chỉ do năm ấm hòa hợp mà giả danh có, dẫn đến 12 nhập 18 giới cũng đều là như vậy cả. Lại nữa, do quá trình hành đạo, Bồ Tát thường tu tập hai pháp, pháp tọa thiền tu quán, pháp tụ kinh. Khi tọa thiền, hành giả thường quán nơi thân, từ da thịt, xương gân, vân vân, quán tất cả các thứ ấy đều là vô thường, đều tương tự có hòa hợp, có tán hoại, xét cho đến cùng thì tất cả đều chẳng có nguồn gốc. Bên trong quán thân là như vậy, bên ngoài quán cây cỏ hoa lá dẫn đến núi non sông biển cũng đều như vậy cả. Tất cả đều do các duyên hòa hợp mà thành. Lại quán Bồ Tát dẫn đến quán mười phương ba đời chư Phật cũng đều chỉ là danh tự. Rồi lại quán Bồ Tát nghĩa và Phật nghĩa cũng là như vậy. Hỏi, vì sao nói Bồ Tát khi tu các pháp ba la mật phải nên quán năm ấm pháp cũng là pháp ba la mật? Đáp, vì phải nhiếp đủ cả năm ấm pháp duyên khởi hòa hợp mới gọi là chúng sanh, có cấu trúc đầy đủ từ chân lên đến đầu. Cũng như vậy, cây do gốc rễ, thân cành lá vân vân hòa hợp lại mà thành. Đây gọi là bà là nhiếp đẻ danh tự thủ cả hai pháp tướng, nói riêng rẽ là danh và tự. Lại cũng như do các vi trần hòa hợp mà sanh ra có các vật thể, đây cũng gọi là bà là nhiếp đẻ. Ý nơi pháp này mới có pháp kia, ý như do các thô pháp hòa hợp mới có danh tự lửa. Lửa là danh vật bị thiêu đốt là sắc, mà dẫn đến có sự thiêu đốt, sự cháy vậy. Cũng như vậy, người có danh có sắc mà cả hai pháp danh và sắc đều là giả lập. Như vậy cũng gọi là ba la nhiếp đè, cũng là thủ danh, thủ sắc vậy. Hành giả phải quán danh tự nhà, do nhiều danh tự khác như kèo, cột, chui, đòn tay, gạch, ngói, vân vân hợp lại mà thành. Cũng như quán danh tự cây, do nhiều danh tự khác như gốc, rễ, thân, cành, lá, vân vân hợp lại mà thành. Danh tự này dẫn đến danh tự khác như vậy, gọi là ba la nhiếp đè. Hành giả trước hết phải phá danh tự ba la nhiếp đè, rồi phá thọ tâm ba la nhiếp đè, phá tâm ba la nhiếp đè dẫn đến phá pháp ba la nhiếp đè. Phải phá pháp ba la nhiếp đè mới vào được nơi thật tướng pháp, rồi ở nơi thật tướng pháp, tức là ở nơi pháp không, lại còn phải phá hết các chấp lập ra danh tự ba la mật. Kinh này tu Bồ Đề, Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy danh tự sắc là thường, chẳng thấy các danh tự thọ tưởng hành thức là thường, chẳng thấy danh tự sắc là vô thường, chẳng thấy các danh tự thọ tưởng hành thức là vô thường, chẳng thấy danh tự sắc là khổ hay là lạc, là ngã hay là vô ngã, là không, là vô tướng, là vô tác, là tịch diệt, là cấu hay là tịnh, là sanh hay là diệt, là ở trong, là ở ngoài hay là ở chẳng giữa. Thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Nhãn sắc, nhãn thức, nhãn xúc, nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý pháp, ý thức, ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng đều là như vậy cả. Vì sao? Vì khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật cùng danh tự Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy Bồ Tát cùng danh tự Bồ Tát, chẳng thấy có hữu vi trong tánh hữu vi, chẳng thấy có vô vi trong tánh vô vi, dẫn đến chẳng thấy có Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật. Ở nơi hết thảy các pháp, Bồ Tát chẳng có tác ý phân biệt. Vì Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà vẫn thường trú cho pháp tướng bất hoại. Bởi vậy nên khi tu bốn niệm xứ dẫn đến khi tu 18 bất cộng pháp, Bồ Tát chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật cùng danh tự Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có Bồ Tát cùng danh tự Bồ Tát. Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên vào được nơi thật tướng của hết thảy các pháp. Ở nơi đây chẳng còn có cấu, chẳng còn có tịnh. Này tu Bồ Đề, do thật hành Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát biết rõ danh tự là giả thi thiết. Do biết rõ danh tự là giả thi thiết nên Bồ Tát chẳng chấp sắc thọ tưởng hành thức, chẳng chấp nhãn nhĩ tí thiệt thân ý, chẳng chấp sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng chấp nhãn thức dẫn đến ý thức, chẳng chấp nhãn xúc dẫn đến ý xúc, chẳng chấp nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, chẳng chấp tánh hữu vi, chẳng chấp tánh vô vi, chẳng chấp đạt ba la mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, chẳng chấp nhục nhãn dẫn đến Phật nhãn, chẳng chấp trí ba la mật và thần thông ba la mật, chẳng chấp nội không dẫn đến vô pháp hữu không, chẳng chấp thành tựu chúng sinh, chẳng chấp thanh tịnh Phật độ, chẳng chấp các pháp môn phương tiện,
Vì sao? Vì các pháp đều là tự tánh không, nên chẳng có người chấp pháp, chẳng có pháp bị chấp, chẳng có chỗ pháp y trì. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng chấp hết thảy pháp như vậy, là tăng ích sáu pháp ba la mật. Và Bồ Tát vị được bất thối chuyển đầy đủ thần thông, đi đến các cõi Phật để thành tựu chúng sanh và cúng dường vô lượng Phật, mãi cho đến khi được đạo vô thượng Bồ Đề. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Sắc có phải là Bồ Tát chăng? Thọ tưởng hành thức có phải là Bồ Tát chăng? Này Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn giới dẫn đến ý thức giới, có phải là Bồ Tát chăng? Này Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Địa có phải là Bồ Tát chăng? Thủy hỏa phong không kiến thức có phải là Bồ Tát chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, vô minh dẫn đến lão tử có phải là Bồ Tát chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, đi năm ấm 12 nhập 18 giới dẫn đến đi 12 nhân duyên có phải là Bồ Tát chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Năm ấm như tướng, 12 nhập như tướng, 18 giới như tướng dẫn đến 12 nhân duyên như tướng có phải là Bồ Tát chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: Lì năm ấm như tướng, lì 12 nhập như tướng, lì 18 giới như tướng dẫn đến lì 12 nhân duyên như tướng có phải là Bồ Tát chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, ông nghĩ như thế nào mà nói hết thảy các pháp vừa kể trên đều chẳng phải là Bồ Tát, và lý hết thảy các pháp ấy cũng chẳng phải là Bồ Tát? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chúng sanh còn rốt ráo là bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát. Sắc là bất khả đắc, huống nữa là ly sắc, là sắc như tướng và ly sắc như tướng, sắc ly sắc, sắc như tướng, ly sắc như tướng để bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát, dẫn đến 12 nhân duyên, ly 12 nhân duyên, 12 nhân duyên như tướng, ly 12 nhân duyên như tướng đều là bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát. Phật dạy: lành thay, này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói. Chúng sanh bất khả đắc, Bồ Tát bất khả đắc, nên Bát Nhã Ba La Mật cũng là bất khả đắc, ông phải nên như vậy mà tu học. Rồi Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Sao có phải là Bồ Tát nghĩa chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, thọ tưởng hành thức có phải là Bồ Tát nghĩa chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sắc vô thường, sắc khổ, sắc lạc, sắc ngã, sắc vô ngã dẫn đến thức vô thường, thức khổ, thức lạc, thức ngã, thức vô ngã có phải là Bồ Tát chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác dẫn đến thức không, thức vô tướng, thức vô tác có phải là Bồ Tát nghĩa chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Dẫn đến 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên cũng đồng như vậy cả. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào mà nói như vậy? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, năm ấm rốt ráo là bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát nghĩa. Dẫn đến 12 nhân duyên rốt ráo là bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát nghĩa. Năm ấm vô thường, khổ, lạc, ngã, vô ngã, không, vô tướng, vô tác, dẫn đến 12 nhân duyên vô thường, khổ, lạc, ngã, vô ngã, không, vô tướng, vô tác đều là rốt ráo bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát nghĩa. Phật dạy: lành thay, này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói. Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, biết rõ sắc nghĩa là bất khả đắc, thọ tưởng hành thức nghĩa đều là bất khả đắc, dẫn đến vô tác nghĩa cũng là bất khả đắc, ông phải nên như vậy mà tu học. Này Tu Bồ Đề, chẳng có pháp gì gọi là Bồ Tát cả. Vì sao? Vì các pháp chẳng thấy các pháp chẳng thấy pháp tánh chẳng thấy các pháp tánh chẳng thấy địa chủng chẳng thấy pháp tánh, dẫn đến pháp tánh chẳng thấy thức chủng chẳng thấy pháp tánh, lại nữa pháp tánh chẳng thấy nhãn, sắc và nhãn thức, dẫn đến chẳng thấy ý pháp và ý thức. Cũng như vậy, nhãn sắc và nhãn thức, ý pháp và ý thức chẳng thấy pháp tánh. Này Tu Bồ Đề, hữu vi tánh chẳng thấy vô vi tánh, và vô vi tánh chẳng thấy hữu vi tánh. Vì sao?
Vì ly hữu vi chẳng thể nói vô vi, ly vô vi cũng chẳng thể nói hữu vi. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, ở nơi hết thảy pháp đều được vô sở kiến, chẳng có chỗ thấy. Lúc bấy giờ Bồ Tát chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng hối. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy sắc dẫn đến thức, chẳng thấy nhãn dẫn đến ý, chẳng thấy sắc dẫn đến pháp, chẳng thấy tham sân si, chẳng thấy vô minh dẫn đến lãng tử, chẳng thấy ngã dẫn đến chẳng thấy tri giả kiến giả, chẳng thấy cõi dục cõi sắc cõi vô sắc, chẳng thấy thanh văn bích chi Phật, chẳng thấy Bồ Tát và Bồ Tát pháp, chẳng thấy Phật và Phật pháp, chẳng thấy Bồ Tát đạo và Phật đạo. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng thật có, nên chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng chìm đắm vậy. Ngài Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Bồ Tát chẳng hối, chẳng chìm đắm? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, đối với Bồ Tát thì hết thảy các tâm và tâm sở đều là bất khả đắc, bất khả kiến, chẳng thể được, chẳng thể thấy. Bởi vậy nên tâm Bồ Tát chẳng hối, chẳng chìm đắm vậy. Ngài Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Bồ Tát chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, đối với Bồ Tát thì ý và ý thức đều là bất khả đắc, bất khả kiến. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Này Tu Bồ Đề, đối với Bồ Tát thì hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, bất khả kiến. Bởi vậy nên khi thật hành, Bồ Tát chẳng thấy cũng chẳng được Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy cũng chẳng được danh tự Bồ Tát, chẳng thấy cũng chẳng được tâm Bồ Tát. Lời nói đây chính là lời dạy cho hàng Bồ Tát vậy. Luận, Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, quán các pháp danh tự là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải chẳng thường, chẳng phải chẳng vô thường, dẫn đến ở nơi hữu vi tánh và vô vi tánh đều chẳng thấy có danh tự Bồ Tát. Như trước đây đã nói, ở nơi hết thảy các pháp Bồ Tát đều chẳng có tác ý phân biệt. Bồ Tát trú cho pháp bất hoại, hành 6 pháp ba la mật, dẫn đến hành 18 bất cộng pháp. Do được thật trí huệ nên ở nơi hết thảy các pháp Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào nhất định gọi là Bát Nhã Ba La Mật cả. Chẳng thấy có danh tự Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có Bồ Tát, chẳng thấy có danh tự Bồ Tát. Bồ Tát dùng trí huệ ấy phá được vô minh và các phiền não. Lại nữa, cũng do được thật trí huệ mà Bồ Tát được vô sở kiến, chẳng thấy hết thảy các pháp nên phá được các chấp về Bát Nhã Ba La Mật, về danh tự Bát Nhã Ba La Mật, vào được nơi thật tướng các pháp, được tâm thanh tịnh, được vô ngã. Bồ Tát được trí huệ như vậy nên dù thấy, dù nghe, dù niệm các pháp, vẫn thấy các pháp đều là như huyễn, như hóa. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ sự thấy, sự nghe, sự niệm cũng đều là hư vọng, nên chẳng có chấp sắc, thanh hương vị xúc mà thường trú trong vô ngã trí, tăng ích sáu ba la mật và Bồ Tát vị được hết thảy các lợi ích. Trong phẩm này, Phật dạy về pháp quán Bồ Tát, Bồ Tát danh, Bồ Tát nghĩa đều là bất khả đắc. Ở các phẩm sau, phần nhiều nói về quán không. Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề, sắc có phải là Bồ Tát chăng? Thọ tưởng hành thức có phải là Bồ Tát chăng? Dẫn đến có một pháp nào nhất định gọi là Bồ Tát chăng? Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng Bồ Tát do duyên hòa hợp mà có, thì chẳng có pháp nào nhất định gọi là Bồ Tát cả. Nghĩ như vậy nên Ngài thưa rằng chẳng phải vậy. Vì Ngài Tu Bồ Đề là người đã chứng được chúng sanh không, nên Phật mới tán thán: lành thay, đúng như lời ông nói. Chúng sanh bất khả đắc, Bồ Tát bất khả đắc, nên Bát Nhã Ba La Mật cũng bất khả đắc. Ông phải như vậy mà tu học Bát Nhã Ba La Mật. Phật lại hỏi Ngài Tu Bồ Đề, sao có phải là Bồ Tát nghĩa chăng? Dẫn đến sắc không, sắc vô tướng, sắc vô tác, có phải là Bồ Tát nghĩa chăng? Dẫn đến có một pháp nào nhất định gọi là Bồ Tát nghĩa chăng? Vì Ngài Tu Bồ Đề đã vào được pháp không, chẳng còn tâm nghi, nên Ngài thưa rằng chẳng phải vậy. Bởi vậy nên Phật lại tán thán: lành thay, đúng như lời ông nói. Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, biết rõ nghĩa của sắc là bất khả đắc, dẫn đến nghĩa của hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, nên Bồ Tát nghĩa dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật nghĩa cũng đều là bất khả đắc cả. Ông phải như vậy mà tu học Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề lại bạch Phật, còn chẳng thấy có pháp nào gọi là Bồ Tát, chẳng có pháp nào gọi là Bồ Tát nghĩa cả. Phật dạy, chẳng phải riêng Bồ Tát là chẳng thể được bất khả đắc, chẳng thể thấy bất khả kiến, mà ở nơi hết thảy pháp cũng chẳng có pháp nào thấy pháp nào cả. Vì sao? Vì pháp tánh là vô lượng, là chẳng thể được, chẳng thể thấy vậy.
Các pháp chẳng thể thấy pháp tánh, mà pháp tánh cũng chẳng thể thấy các pháp. Vì sao? Vì các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, chẳng có tự tánh, nên các pháp chẳng thấy pháp tánh, mà pháp tánh cũng chẳng thấy các pháp vậy. Tánh của năm ấm, của 12 nhập, 18 giới, dẫn đến tánh của pháp hữu vi, của pháp vô vi, cùng với pháp tánh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Như vậy là lực nói các nhân duyên, ly hữu vi tánh chẳng có vô vi tánh, và ly vô vi tánh chẳng có hữu vi tánh. Vì sao? Vì hai pháp hữu vi và vô vi nhiếp hết thảy các pháp. Do Bồ Tát chẳng chấp hết thảy các pháp, nên chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Nếu còn có chỗ thấy, chỗ không thấy là còn kinh, còn hãi, còn sợ. Bồ Tát chẳng chấp hết thảy pháp, nên chẳng còn có chỗ thấy, chẳng còn chỗ sợ, tức là vào được vô sở kiến, vô sở úy vậy. Hỏi, trước đã nói về các nhân duyên Bồ Tát chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ rồi. Nay vì sao Ngài Tu Bồ Đề còn hỏi nữa? Đáp, Ngài Tu Bồ Đề nói các pháp đều là không, là vô sở hữu, nhưng Ngài vẫn còn sợ có người khởi tâm nghi, khiến phải bị đọa về tà kiến, nên Ngài mới hỏi Phật. Ngài muốn được Phật giải rộng để người hành đạo được sanh chánh kiến. Hỏi, vì sao nói hết thảy các pháp đều chẳng thể thấy được? Đáp, do biết rõ tâm niệm của Ngài Tu Bồ Đề, nên Phật dạy hết thảy các tâm và tâm sở đều chẳng thể được, bất khả đắc, chẳng thể thấy, bất khả kiến. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng có kinh, chẳng có hãi, chẳng có sợ. Người mới tu pháp không thấy các tâm và tâm sở là có thể được, khả đắc, còn các ngoại pháp là chẳng thể được, bất khả đắc, nên mới sanh sợ hãi. Trái lại, Bồ Tát đã thấy rõ các tâm và tâm sở đều là hư vọng, chẳng thật có, đều do quả báo điên đảo mà giả có vậy thôi, nên chẳng còn sanh tâm sợ hãi. Vì chưa khai thị cho phàm phu rõ về thật tướng pháp, lại vì biết rõ phàm phu chấp nghĩa của các pháp có sai khác nhau, nên Ngài Tu Bồ Đề mới phải hỏi như trên đây. Hỏi, vì sao Ngài Tu Bồ Đề phải hỏi đến 3 lần? Đáp, các tâm và tâm sở đều ở nơi ý thức, phải được nơi ý căn mới thấy được ý thức và mới thấy được toàn thể các tâm và tâm sở pháp. Vì sao? Vì có ý thức mới khởi phân biệt, do có khởi phân biệt nên mới sanh sợ hãi. Ví như khi năm căn duyên năm trần thì ở vào khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi đó chưa có sự phân biệt. Khi có ý thức xen vào thì mới có phân biệt, dẫn đến có sanh sợ hãi. Bởi vậy nên muốn phá sự sợ hãi đến tận cùng gốc rễ thì phải đình chỉ mọi sự phân biệt nơi ý thức. Đây chính là lý do khiến Ngài Tu Bồ Đề phải hỏi Phật lần thứ 3. Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên chẳng thấy có Bồ Tát, chẳng thấy có danh tự Bồ Tát, chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có danh tự Bát Nhã Ba La Mật nữa. Do biết rõ như vậy nên Bồ Tát chẳng có sanh sợ hãi. Đây cũng chính là nhằm giáo hóa Bồ Tát tu tập về Bát Nhã Ba La Mật tướng vậy. Nếu biết rõ Bồ Tát tướng Bát Nhã Ba La Mật tướng đã thật hành Bát Nhã Ba La Mật rồi, nếu biết Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải do cầu khắp mười phương mà có được, cũng chẳng phải do ai mà có được, cũng chẳng phải như các vật báu mà phải dùng sức để chiếm đoạt được vậy. Phẩm thứ 8, khuyến học. Khuyên học. Kinh, Ngài Tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát muốn được đầy đủ đàn Ba La Mật, dẫn đến đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát muốn biết sắc, dẫn đến thức, muốn biết sắc, dẫn đến pháp, muốn biết nhãn, dẫn đến ý, muốn biết nhãn thức, dẫn đến ý thức, muốn biết nhãn xúc, dẫn đến ý xúc, muốn biết nhãn xúc, nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc, nhân duyên sanh thọ, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát muốn đoạn tham sân si, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát muốn đoạn thân kiến, đà kiến, nghi, dâm dục, sân nhuế, sắc ái và vô sắc ái, trào cử, kiêu mạn, vô minh, cùng hết thảy các kiết sử, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát muốn đoạn bốn phược, bốn kiết, bốn điên đảo, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát muốn biết mười thiện đạo, bốn thiền, bốn không, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, dẫn đến 18 bất cộng pháp, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát muốn nhập giác ý tam muội, muốn nhập sáu thần thông, muốn nhập chín thứ đệ định, muốn nhập siêu việt tam muội, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật.